Chào mừng các bạn đã đến với lớp học truyện tranh. Lại là những câu chuyện độc lạ thường ngày của cô nhóc Shinosuke đây. Ở đây, đã bạn nào từng đi leo núi chưa? Cảm giác vượt một chặng đường dài, chinh phục những nẻo đường dốc thật mệt mỏi. Nhưng khi được đứng trên đỉnh núi, ngắm nhìn không gian bao la hùng vĩ xung quanh thì bao mệt nhọc lại được xua tan đi hết. Phải nói là sảng khoái vô cùng. Hôm nay, chúng ta hãy cùng theo chân cha con Shin chinh phục ngọn núi Kasekabe xem có gì thú vị đang đón chờ nhé. Đảm bảo là sẽ không phí tiền wifi của các bạn đâu. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Chúng mình cùng vá lớp thôi. Tập phim Hành trình leo núi Kasekabe. Hôm nay, hai bố con Shin có hẹn cùng nhau đi leo núi. Đứng trước cảnh núi rừng hùng vĩ, bố hít một hơi rõ sâu. Ôi, cái không khí trong lành, thoang thoảng mùi khí trời và cây cỏ này đúng là khác biệt hẳn so với khói bụi thành phố. Shin nghe vậy cũng cố banh to lỗ mũi ra hít, nhưng mà thứ cậu cảm nhận được chỉ là cái bụng có vẻ hơi trống thôi. Bố dặn cậu ráng chịu tới trưa, cơ mà tay trên ông cháu đã buồn rụt lắm rồi. Thế là bố đành cho cậu ăn một cục cơm nắm trước. Sau đó, bố chỉ cho cô cậu xem đỉnh núi mà hôm nay hai người sẽ leo. Giờ leo lên đó ta sẽ thấy gì? Có chị gái xinh đẹp nào không ạ? Thì thấy mệt đó. Đùa thôi, cảm giác khi đứng trên đỉnh rồi ngắm toàn cảnh trên đó sẽ rất tuyệt. Nếu chỉ có leo lên rồi leo xuống thì ngay từ đầu đứng ở đây luôn có phải khỏe hơn không? Đúng là không biết tận hưởng gì cả, tuổi trẻ phải biết khám phá những nơi mới lạ chứ. Shin lại hỏi tiếp, ủa, thế sao bố hay đi quán nhậu thế? Thì ở đó có nhiều chị gái xinh đẹp đó. Vừa dứt câu, bố mới nhận ra mình nói hớ và ngó nghiêng xung quanh như một phản xạ. Shin phải nhắc cho bố nhớ là hôm nay không có mẹ đi cùng, thế là ông bố lại được dìm nói xấu vợ. Đúng lúc đó, điện thoại của mẹ gọi đến và nghe được không sót từ nào. Khi bố vừa nghe máy, mẹ liền hớn hở chúc bố leo núi an toàn. Nhưng mà về nhà rồi thì mẹ không dám chắc là bố sẽ an toàn đâu. Ít phút sau, hai cha con bắt đầu xuất phát. Mới đầu, Shin chạy rất hăng hái, nhưng chỉ một phút sau, ông cháu đã thở không ra hơi. Tiện thể bố cũng cho biết, hôm nay cả hai sẽ nghỉ ngơi ở túp lều trên núi, cách chừng khoảng 3 tiếng nữa mới tới. Shin nghe vậy thì chán ra mặt và đòi về. Hết cách, bố đành mang phụ Shin ít hành lý. Cơ mà mấy đồ ông cháu mang đi, toàn đồ chơi với tạp chí áo tắm. Hai bố con tiếp tục lên đường. Một lúc sau, Shin lại than thở leo núi chán thế này, mệt thế nọ. Bất chợt, cậu nhìn thấy mấy chị nữ sinh trẻ đẹp đang xuống núi. Bố cho rằng nhà rừng trên núi vừa mới xây lại nên chắc sẽ thu hút nhiều cô gái xinh đẹp lắm. Nghĩ tới đó, cha con nhà này có động lực liền. Sau đó, cả hai vui vẻ vừa leo vừa hát tưng bừng. Còn chưa vào điệp khúc, một ông bác khó tính từ đâu xuất hiện, mang xối xả một trận. Nguyên văn lời ông nói như sau: mấy người không biết tác phong leo núi là như thế nào à? Tác phong thứ nhất, trước khi làm mùa nào một cách ngu ngốc ở trên núi thì hãy đặt mình vào tâm trạng của những con vật ở trên núi xem có được hay không. Vừa mới có động lực được chút mà ông bác làm tắt nắng ngang. Trong lúc người chở bố đi vệ sinh, Shin nhìn thấy một chị gái tóc vàng vô cùng xinh đẹp. Chị đang nhìn về phía xa xăm với tiếng lòng thổn thức. Không có gì thay đổi hết, khung cảnh này vẫn như vậy, giống như lúc mình đến đây với anh ấy vào năm ngoái. Nhưng mà anh ấy đã thay đổi rồi. Mắt Shin liền sáng như sao. Bố vừa quay lại, Shin lập tức đeo cặp vào, giục bố mau lên đường. Ít lâu sau, hai bố con đã có mặt tại nhà dừng chân. Ông chủ thông báo, hôm nay khách hơi đông nên phiền cả hai vào phòng chung với mọi người. Hai ông tứ liền nghĩ đến viễn cảnh được ở chung với những chị gái xinh đẹp. Thế nhưng hiện thực nó phũ phàng và tàn khốc hơn thế nhiều. Phòng bố con Shin ở toàn là đàn ông, đã vậy còn có ông bác khó tính lúc nãy nữa. Vào phòng được vài phút, Shin liền ra hành lang ngó nghiêng xem có chị gái trẻ chung nào không. Tuy nhiên, đầu đầu cũng toàn mấy cô chú trung niên có tuổi cả. Cùng lúc ấy, chị gái xinh đẹp kia vẫn đang hoang mang hồ quỳnh hương, nghĩ về người tình cũ. Về phòng, Shin liền trách bố lừa mình. Có lẽ hôm qua mấy chị đã về hết rồi. Những lúc chán như thế này, Isakwe chỉ muốn vào bồn tắm để gột trôi nỗi buồn thôi. Các mà ở đây thì lấy đâu ra? Ông cháu thất vọng than vãn. Vậy là tối nay mình sẽ phải ngủ chung với mấy ông già có mùi hôi vậy sao? Nghe vậy, ông bác khó tính bực mình nói. Ta phong leo núi thứ hai, nhà rừng trên núi nên thể hiện sự nhường nhịn và tính nhân nại tương trợ lẫn nhau. Thái độ cư xử của con cái phụ thuộc vào cha mẹ hết. Cha mẹ phải có trách nhiệm dạy dỗ con cái về phép tắc lịch sự chứ. Chưa nói hết câu thì quay sang đã thấy tên xô quậy ngủ ngon lành từ lúc nào. Đúng là bó tay. Đến bữa ăn, Shin đã nhìn thấy chị gái mình gặp hồi chiều. Vừa tính lại đó ngồi thì mấy bà cô khác đã chạy tới lấp kín chỗ. Vậy là ông cháu đành phải ngậm ngùi sang chỗ bố, ngồi cùng mấy ông chú trong phòng. Trông có tẻ nhạt không cơ chứ. Sau khi ăn xong, Shin lại biết thêm một sự thật nữa là ở đây không có tivi. Hèn gì mấy chị gái xinh đẹp không thích vào chỗ này. Bố dặn Shin đừng làm nhảm nữa và chuẩn bị đi ngủ, vì sắp tới giờ tắt đèn rồi. Vì là nhà ở trên núi nên cần tiết kiệm điện. Sau khi tắt đèn thì điện trong phòng lẫn toilet cũng sẽ tắt. Vậy nên khi đi vệ sinh phải đeo theo đèn pin này lên đầu. Ban đêm, Shin trằn trọc mãi không ngủ được, cậu bèn thử đếm cừu. Bỗng nhiên từ cừu xuất hiện đâu ra mấy con quái vật. Thì ra là do ông chú bên cạnh ngáy to quá nên cậu gặp ác mộng. Tên sơ quậy bịt tai rồi quay ngang quay dọc, song vẫn chẳng thể nào vào giấc. Không giải quyết được sự buồn ngủ, cậu bèn đi giải quyết nỗi buồn. Thay vì đeo đèn lên đầu, ông cháu lại đeo vào eo cho nó thời trang. Shin tự nhủ phải đi khẽ, nói nhẹ, cười duyên để không đánh thức mọi người dậy. Bất ngờ, ông chú ngáy to nằm lên chân cậu, làm cậu giật mình dẫm đạp lên mặt mọi người. Cũng may là cô cậu kịp thời giả vờ ngủ nên không ai phát hiện ra thủ phạm. Sau khi ra khỏi phòng, thứ chờ đợi Shin là một hành lang tối tăm, đậm chất kinh dị trước mặt.
Cậu đoán nhà vệ sinh chắc ở phòng này. Bất thình lình, một bà cô mở cửa ra làm cậu sợ hết toáng lên. Thế là cả khu nghỉ chân đều phe nhốn nháo cả đêm. Sáng hôm sau, bố lại phải đi xin lỗi mọi người. Ông chú tự nhủ, hai chị con nhà này không có cửa trở lại đây lần hai đâu. Vừa xuất phát được vài phút, bố con xin tình cờ gặp lại ông bác khó tính đang ngồi bên đường. Chắc do hôm qua ông bị đánh thức giữa đêm nên giờ bị tiền đình. Bố bèn đưa thuốc nhức đầu cho ông. Ông bác cũng vui vẻ đón nhận ý tốt của bố. Sau đó, ba người cùng nhau tiếp tục cuộc hành trình. Đi thêm một đoạn đường dài, chị lại tiếp tục than thở đòi dừng. Nhưng do bọn họ đang đứng ở bậc thang, nếu dừng lại sẽ gây ảnh hưởng đến những người khác. Vậy nên ông bác gợi ý cả ba lên trên kia rồi sẽ nghỉ ngơi. Vừa ngước mặt lên, Shin lại nhìn thấy bóng lưng chị gái tóc vàng hôm qua. Thế là cậu lại được tiếp thêm sức lực, phóng thẳng một mạch lên đó. Tuy nhiên, một lần nữa, cả hai lại lạc mất nhau. Nếu nghỉ chân ở đây, thì lát nữa cả ba sẽ đi thẳng một mạch lên tới đỉnh núi. Trong lúc đó, Shin bèn đi vệ sinh một chút. Bằng một phép màu thần kỳ, nơi Shin chọn đi vệ sinh lại cũng là nơi chị gái kia đang được nộp thoại nội tâm. Chỗ này từng là nơi kỷ niệm của cô và người yêu. Cả hai đã cùng nhau hẹn ước tương lai, vậy mà anh ta lại bỏ cô để theo đuổi sự nghiệp cao 1m65. Cô dự định sẽ nhảy từ chỗ này để cho anh ta cảm thấy hối hận. Về phía Shin, cậu còn chưa kịp hành sự thì bất ngờ bị một cơn gió thổi xuống dưới. Cũng may, cậu kịp bám vào một vách đá. Chị cái tóc vàng lập tức chạy tới ứng cứu, khuyên Shin đừng vội từ bỏ, chơi ở cái nơi như này thì không được đâu. Bất giác, cô tự liên hệ với chính mình. Đúng vậy, tại sao vì một gã đàn ông tệ bạc mà phải hủy hoại cuộc sống của mình cơ chứ? Shin ngày càng chênh vênh trên vách đá, chị gái lại càng cố vươn tay lại gần hơn. Ai mà có rẻ, cô cũng bị trượt suýt té xuống dưới. Thấy người đẹp lâm nguy, Shin liền tự trèo lên giữ lấy chị. Ủa, rồi sao lúc đầu không làm như vậy đó? Đúng lúc ấy, bố và ông bác cũng xuất hiện kéo chị gái lên. Rồi không biết ai cứu ai nữa. Shin cho biết chị gái này đã cứu mình khi bị té xuống dưới. Nhưng chị lại nói nhờ có Shin nên chị mới có thể sống tiếp. Như vậy, nhóm ba người đón chào thêm một thành viên nữa cùng đồng hành trên hành trình leo lên đỉnh núi. Cơ mà chân của Shin đang bị chảy do cú ngã lúc nãy. Bố bèn xả lại mấy chiêu hay thấy của các phụ huynh châu Á. Cái đau, cái nhức, bày hết đi nè. Shin nhìn bố với ánh mắt bất lực. Bộ xem người ta là đồ ngốc hả? Trẻ con bây giờ không còn bị lừa bởi mấy trò bùa phép vớ vẩn đó nữa đâu. Nói rồi, cậu đòi bố có mình. Chị gái thấy vậy bèn xung phong cõng Shin. Đúng là cơ hội ngàn năm có một. Ngồi trên lưng chị mà ông chó miệng cười không ngớt. Đỉnh núi đã hiện lên trước mắt, Shin liền đòi xuống để tự leo lên đỉnh bằng chính đôi chân của mình. Khung cảnh trước mắt thật hùng vĩ, làm ông cháu vô cùng phấn khích. Sau bao nhiêu vất vả, cuối cùng thì thành quả nhận được quá là mãn nguyện. Hoàng hôn dần buông xuống, nhưng bố con Shin vẫn còn ngồi ở khu leo núi, cứ nghĩ tới kiếp nạn đang đón chờ ở nhà, bố lại sợ hãi mà chẳng dám về. Thôi, cứ ngồi ở đây thêm một lúc, cho quái vật bụng ba ngần nguôi giận đã. Và đó là câu chuyện thú vị của em này. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi thuyết phục cuối này. Nếu thấy hay, hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ lớp mình nha. Chúng ta sẽ quay trở lại với nhiều câu chuyện hấp dẫn hơn. Còn bây giờ thì, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!